Xin chào quý vị, một trong những trận đấu được chờ đợi nhất của Champions League mùa giải năm nay đang chờ đón chúng ta trước mắt. Đó là hai đội bóng lớn nhất đến lúc này của bóng đá châu Âu mà chưa bước chân lên đỉnh của Champions League. Chính điều đó khiến cho người ta có một cảm giác chờ đợi và háo hức như thế nào. Trận đấu đã được bắt đầu. Akazi là cầu thủ thi đấu đa năng ở hàng phòng ngự. Anh đến với Manchester City trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Đó là thời điểm mà Nathan Ake đang gặp chấn thương. Emerick Laporte vẫn gặp chấn thương từ đầu mùa. Và Pep Guardiola thì cần những sự lựa chọn ở hàng phòng ngự để mang đến cho ông thêm nhiều phương án trong cách sắp xếp đội hình. Alaba, Toni Kroos, Vinicius, Karim Benzema, bóng đi không trúng mục tiêu, Kyle Walker, Bernardo Silva. Mở biên Akazi, Gundogan, Kevin De Bruyne, Dennis. Khó khăn đã qua rồi. Thử thách đã qua rồi. Johnston, Rodri, Kyle Walker, đó là những tình huống phạm lỗi cần thiết để khiến cho quả bóng không đến gần với khu vực nguy hiểm. Còn đây rõ ràng là một tình huống mà trọng tài cần phải có những xử lý nghiêm khắc hơn. Đây là một tình huống cố định nguy hiểm. Qua rồi. Thử thách đã qua rồi. Gundogan, Kevin De Bruyne. Lỗi rồi. Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Bernardo Silva, Gundogan. Một tình huống giải vây
bóng đã ở ngoài cuộc. Gundogan hay quá, tiếp tục được đưa sang bên phải, đánh vào, qua rồi, thử thách đã qua rồi. Có được bàn thắng một cách đầy bất ngờ, nhưng nó xứng đáng với những gì mà họ đã thể hiện kể từ đầu trận. Cả hai huấn luyện viên đều đang đứng sát đường biên để đưa ra những chỉ đạo quan trọng vào thời điểm này, thời khắc rất quan trọng của trận đấu. Dani Carvajal quả là rất khó chịu. Alaba, Rudiger, cả hai huấn luyện viên đều đang đứng sát đường biên để đưa ra những chỉ đạo quan trọng vào thời điểm này, rất quan trọng của trận đấu. Và phạt bóng tốt. Alaba, Vinicius dứt điểm. Không được. Alaba, Vinicius đi bóng vào trong, cơ hội phản công. Cơ hội pha đi bóng tốc độ khá nguy hiểm. Không được. Một tình huống chuyền bóng quá thách thức dành cho đồng đội của mình. Alaba. Thời gian cứ trôi đi trong sự sốt ruột của huấn luyện viên và bản thân huấn luyện viên vào lúc này nữa. Vậy là hiệp 1 đã khép lại một hiệp đấu mà cả hai đã có những pha ăn miếng trả miếng với nhau. Và chúng ta sẽ chờ đợi vào một hiệp 2 được kỳ vọng là sẽ có nhiều bàn thắng hơn. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ một phút. Tỷ số bây giờ đang là 1-0. Bây giờ có lẽ là một hiệp đấu mà các cầu thủ có thể phô diễn được hết những khả năng kỹ thuật cá nhân của mình. Benzema khá nguy hiểm. Kyle Walker, Gundogan, Johnstone, Rodri, Akazi.
Maidana ra. Vinicius. Toni Kroos. Rudiger. Gavan. Không thành công. Đứng chưa sửa lưng đồng đội. Rất bình tĩnh. Alaba. Cả hai đội đều chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Và ở những thời điểm đó để ngăn chặn những tình huống tấn công thì các cầu thủ thường phải sử dụng những tình huống phạm lỗi. Một tình huống phi thân, nó hoàn toàn có thể gây ra chấn thương nặng đối với đối phương. Lựa chọn an toàn và hoàn toàn hợp lý. Goal! Dứt điểm. Không vào. Quá đáng tiếc, thực sự là như vậy. Một tình huống xử lý táo bạo. Rodri. Thêm một pha truy cản chính xác. Vinicius. Rất quyết liệt. Và đôi khi nóng quá mức cần thiết. Dứt điểm. Suýt chút nữa đã có cơ hội dứt điểm. Luka Modric. Cơ hội để đối mặt thủ môn. Lỗi rồi. Thẻ vàng rồi. Lỗi cả người. Thành công. Khá tự tin trong những pha luân chuyển bóng giữa thủ môn và các cầu thủ, nhưng liệu họ có thể duy trì sự tự tin được bao lâu và có được sự chính xác đủ ra hay không? Rodri. Tiểu quả bóng như vậy thì quá là thử thách. Rodri. Dennis. Không được. Chuyển rất hợp lý. Toni Kroos lại chuyển sai. Alaba.
vẫn là một pha bóng chính xác. Willis đã để mất bóng. Và sau đó một đám đông đã lao vào nhau. Bóng đã đi hết đường biên, ném biên cho đội chủ nhà. Riyad Mahrez không được. Kevin De Bruyne tốt, rất khó khăn. Gundogan, hai huấn luyện viên đều đang đứng sát đường biên để đưa ra những chỉ đạo quan trọng vào thời điểm này, thời khắc rất quan trọng của trận đấu. Kevin De Bruyne đi bóng vào trong. Kevin De Bruyne, De Bruyne. Một pha đặt trụ và dứt điểm bằng lòng cực kỳ khôn ngoan. Mặc dù là một cầu thủ vô cùng dày dặn kinh nghiệm, bạn không thể làm gì, thậm chí là bị đánh lừa. 10 điểm cho pha xử lý vừa rồi, một pha bóng thể hiện đẳng cấp của cầu thủ này. Bây giờ sẽ là sự điều chỉnh nhân sự. Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema đường truyền điệu đà từ bên phía cánh trái. Dani Carvajal thực sự là rất bối rối. Bóng đã ở ngoài cuộc. Tất cả đều đã như được lập trình. Lỗi rồi. Kyle Walker. Và đúng anh trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu.